chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thì được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh BRICS công bố 6 thành viên mới. Iran, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Argentina, Ai Cập và Ethiopia là 6 quốc gia được mời trở thành thành viên chính thức của nhóm kinh tế mới nổi BRICS. Thông báo này được Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đưa ra vào ngày thứ ba của cuộc họp hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15, hôm thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2023. Tổng thống Nam Phi đã nói, chúng tôi đã quyết định mời Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Vương quốc Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành thành viên chính thức của BRICS. Tư cách thành viên sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng Giêng năm 2024. Phát biểu hôm thứ Năm về vấn đề này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sự mở rộng lịch sử này sẽ thúc đẩy động lực mới vào cơ chế hợp tác BRICS và cũng là khởi đầu mới cho hoạt động của nhóm và tăng cường hơn nữa sức mạnh hòa bình và phát triển thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoan nghênh việc mở rộng nhóm kinh tế BRICS. Ông Modi nói, Ấn Độ luôn luôn ủng hộ việc mở rộng BRICS. Ấn Độ luôn tin rằng việc bổ sung thêm thành viên mới sẽ củng cố BRICS với tư cách là một tổ chức. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cho biết việc mở rộng ảnh hưởng của BRICS sẽ tiếp tục lan rộng. Khi quyết định ủng hộ việc mở rộng khối BRICS lần đầu tiên trong 13 năm, các nhà lãnh đạo đã để ngỏ khả năng mở rộng trong tương lai khi hàng chục quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập một nhóm mà họ hy vọng có thể san bằng sân chơi toàn cầu. Nhật Bản đang tiến hành xả nước thải phóng xạ đã được thanh lọc. Việc xả nước thải phóng xạ đã được thanh lọc từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản ra Thái Bình Dương đang gây tranh cãi. Theo công ty điện lực Tokyo, viết tắt là TEPCO, việc xả nước thải phóng xạ đã thanh lọc từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương đã bắt đầu. TEPCO cho biết họ có kế hoạch xả tổng cộng là 7.800 mét khối nước trong thời gian 17 ngày. Cũng theo TEPCO, việc xả nước sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nếu như họ khám phá ra bất cứ điều gì bất thường trong dụng cụ thiết bị xả hoặc là mức độ pha loãng của nước đã thanh lọc ra Thái Bình Dương. Thiệt hại đáng buồn vì cháy rừng ở núi Panita ở Hy Lạp. Một đợt nắng nóng cuối hè đang nhấn chìm nhiều khu vực ở châu Âu và gây thêm căng thẳng cho nỗ lực phòng chống nhiều vụ cháy rừng. Tại Bồ Đào Nha, hơn một nửa đất nước có nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Nhưng không chỉ ở Bồ Đào Nha, hàng trăm nhân viên cứu hỏa đang phải chiến đấu với đám cháy ở một số quốc gia khác tại châu Âu. Núi Panita ở Athens từng là một trong những con đường mòn đi bộ đường dài đẹp nhất trên toàn quốc Hy Lạp. Nó được mệnh danh là lá phổi của Athens. Đây là một lưu vực carbon quan trọng của thành phố. Nếu nhìn từ núi Panita, người ta có thể thấy làn khói đen dày đặc bao trùm thành phố, nhưng cũng có thể thấy một khu vực dân cư rất đông đúc, không đủ cây xanh. Vì vậy, khu vực rừng nguyên sinh ở núi Panita là rừng nguyên sinh thiết yếu. Hỏa hoạn đã bùng phát tại đây hôm thứ Ba khiến cho nhiều ngôi nhà bị cháy. Mãi cho đến thứ Năm, chính phủ mới huy động được nhiều máy bay trực thăng và máy bay cứu hỏa đến ngọn núi. Một trong những chiếc trực thăng có thể chở vào khoảng 11 tấn nước và hoạt động nhanh chóng nhằm cố gắng dập lửa. Ngoài hỏa hoạn, người dân địa phương còn lo lắng về nguy cơ xảy ra lũ lụt trong mùa mưa và nạn lở đất sẽ là những vấn đề trong tương lai. Nhưng hiện tại, mùa cháy rừng này đối với toàn bộ đất nước Hy Lạp thực sự là một thảm họa. Nước Pháp cảnh báo đợt nắng nóng mức độ nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp là Météo France đã cảnh báo đợt nắng nóng cấp độ đỏ là mức độ cao nhất ở một số tỉnh của nước Pháp hôm thứ Hai. Cảnh báo có thể được ban hành đối với một số khu vực Rome, Ardèche và ở Pháp khi nhiệt độ sắp đạt đỉnh trong tuần này.
Trong bản báo cáo của họ vào sáng thứ Hai, Metro France cho biết 50 tỉnh của Pháp đang được cảnh báo nắng nóng cấp độ màu cam, khiến cho nửa phía nam của đất nước Pháp phải cảnh giác cao độ. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Y tế Pháp đã cho biết rằng nếu cảnh báo mức độ đỏ được ban hành thì nó sẽ có tác động đến một số hoạt động có thể bị cấm và các cơ sở mở cửa cho công chúng sẽ phải bị đóng cửa. Ông nói thêm rằng Pháp có thể đạt đến nhiệt độ cao chưa từng được đo trước đây. Theo Météo France, thì 7 tỉnh ở phía đông nam nước Pháp cũng có nguy cơ cháy rừng ở mức độ cao. Sang qua nước Ý, du khách đã phá hoại hành lang Vasari 460 năm tuổi tại Florence, Ý quốc. Hai du khách người Đức đã bị bắt vì phá hoại một di tích lịch sử tại Florence, nước Ý. Cảnh sát quân sự Carabinieri của Ý cho biết sự việc xảy ra vào sáng thứ Tư 23 tháng 8. Hai cá nhân đã bị máy thu hình giám sát ghi lại việc phun sơn graffiti liên quan đến bóng tròn ở Munich trên hành lang Vasari. Đó là con đường ven sông tuyệt đẹp nối với viện bảo tàng nghệ thuật Uffizi nổi tiếng. Hành lang được xây dựng bởi họa sĩ và kiến trúc sư thời phục hưng người Ý là Giorgio Vasari vào năm 1565. Cảnh sát cho biết các nghi phạm 20 và 21 tuổi và đang ở trong thành phố cùng với một nhóm sinh viên, mặc dù họ không rõ nghi phạm có phải là sinh viên hay không. Vào hôm thứ Năm thì căn chung cư Airbnb của họ đã bị lục soát theo lệnh khám xét nhà. Cảnh sát đã tịch thu hai lon sơn xịt màu đen và quần áo dính sơn. Bộ Văn hóa Ý quốc cho biết việc sửa chữa sẽ tốn hơn 10.000 Mỹ Kim. Bên trong của cách mạng xe điện của đất nước Ấn Độ. Ngay cả vào một ngày đẹp trời thì giao thông tại New Delhi có thể khá đông đúc. Nhưng tại thủ đô của đất nước đông dân nhất trên thế giới, sự thay đổi đáng kể đang diễn ra trong không khí và trên những con phố đông đúc. Dường như chỉ sau có một đêm, các loại xe mang tính biểu tượng của Ấn Độ như xe kéo rickshaw đột nhiên chuyển sang sử dụng điện. Xe hai bánh có số lượng nhiều hơn xe hơi trên đường phố Ấn Độ. Các chuyên gia cho biết với hơn 15 triệu chiếc xe được bán ra vào năm ngoái, Ấn Độ là quê hương của một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất trên thế giới. Tarun Mehta là CEO của Arthur Energy. Ông và Swanil Jain đã thành lập công ty khởi nghiệp này vào năm 2013. Tại nhà máy ở ngoại ô Bangalore, họ sản xuất xe máy điện. Swapnil Jain, giám đốc công nghệ của công ty Arthur Energy cho biết, cứ 90 giây lại có một chiếc xe tay ga lăn bánh. Arthur nói doanh số của bán xe của họ đã tăng vọt từ chỉ có 200 xe tay ga mỗi tháng vào năm 2020, tăng lên hơn 15.000 chiếc mỗi tháng hiện nay. Arthur Energy cho biết xe gắn máy chạy bằng điện có thể đắt hơn 30% so với xe máy chạy bằng xăng, nhưng người tiêu dùng Ấn Độ có vẻ đang chọn sử dụng xe điện. Ông Rajesh Chibber là đối tác McKinsey & Company đã góp ý như sau: chúng tôi dự đoán rằng tổng thị trường xe hai bánh vào năm 2030 sẽ vào khoảng 25 triệu chiếc, và trong số đó gần 60-70% được bán ra sẽ là xe điện. Ấn Độ là nơi có nhiều thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, và các chuyên gia đồng ý rằng việc điện khí hóa hàng loạt phương tiện giao thông tại Ấn Độ có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với môi trường. Cũng liên quan đến Ấn Độ, Ấn Độ là quốc gia thứ tư trên thế giới từng đáp phi thuyền không gian xuống mặt trăng. Ấn Độ đã đáp an toàn phi thuyền không gian Chandrayaan 3 trên mặt trăng và trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới từng đạt được thành tích như vậy. Chandrayaan có nghĩa là du hành trên mặt trăng trong tiếng Pháp. Cho đến nay thì chỉ có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên Xô cũ hoàn thành sứ mệnh này. Địa điểm đáp của phi thuyền không gian của Ấn Độ cũng gần cực nam của mặt trăng hơn bất cứ phi thuyền nào khác. Đây là một địa điểm quan trọng vì người ta tin rằng nó có trữ lượng nước đóng băng, có thể chuyển đổi thành nhiên liệu hỏa tiễn hoặc thậm chí là nước uống cho các sứ mệnh của phi hành đoàn trong tương lai. Chandrayaan 3 đã trở thành nguồn tự hào dân tộc ở Ấn Độ và giúp củng cố vị thế của quốc gia này như một cường quốc không gian mới nổi. Thủ tướng Ấn Độ đã gọi sứ mệnh này là một thành công được toàn thể nhân loại chia sẻ. Gần 7 triệu người đã xem buổi phát trực tiếp quá trình đáp phi thuyền trên YouTube. Các khoa học gia và quan chức đã vỗ tay, cổ vũ và ôm nhau khi phi thuyền đáp xuống mặt trăng và người dân trên khắp Ấn Độ đã reo hò, ăn mừng, đốt pháo và nhảy múa trên đường phố. Nga đã từng cố gắng đáp một phi thuyền không gian trong sứ mệnh tương tự vào tuần trước, nhưng phi thuyền của Nga đã rơi xuống bề mặt mặt trăng sau khi động cơ phi thuyền bị hỏng. Đó có thể là nỗ lực đáp phi thuyền trên mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm. Còn tại Hoa Kỳ, quản trị viên NASA Bill Nelson đã chúc mừng tổ chức của Ấn Độ. Xin chúc mừng, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư đáp thành công tàu vũ trụ trên mặt trăng. Ông nói trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng: chúng tôi rất vui mừng được trở thành đối tác của bạn trong sứ mệnh này.
Cơ quan FAA công bố tài trợ hàng triệu Mỹ Kim cho 8 phi trường Hoa Kỳ. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đang chi hàng triệu Mỹ Kim để giải quyết các vụ suýt va chạm phi cơ tại các phi trường trong nước Mỹ. Trong một thông báo được chia sẻ đến giới truyền thông, 8 phi trường sẽ nhận được 121 triệu Mỹ Kim để trả cho các dự án xây dựng và cải thiện. Con số này cao hơn số tiền 100 triệu Mỹ Kim đã được cấp cho hàng chục phi trường khác cách đây 3 tháng. Cơ quan quản lý hàng không liên bang, viết tắt là FAA, cho biết khoản chi lớn nhất trong vòng tài trợ mới nhất này là 44.9 triệu Mỹ Kim cho phi trường quốc tế Boston Logan, một phần là để đơn giản hóa cách bố trí của phi trường Boston Logan. Một vụ va chạm đã được tránh trong gang tấc tại phi trường đó vào tháng 2 năm nay, khi một chuyến bay của hãng JetBlue còn cách 30 feet là chạm xuống đường băng số 4 của phi trường, trong lúc một chiếc Learjet do một công ty cho thuê máy bay điều hành đã cất cánh trước khi phi cơ này từ một đường băng giao nhau. Bà Shanetta Griffin là phó quản trị viên phụ trách phi trường của FAA cho biết, trong một số trường hợp, cách tốt nhất để giải quyết các rủi ro về an toàn là sửa đổi hoặc là tái cấu trúc các sân bay hiện có. Những khoản tài trợ này trực tiếp giải quyết những tình huống đó. Các phi trường khác nhận được nguồn tài trợ mới nhất là phi trường quốc tế Ted Stevens Anchorage ở Alaska, phi trường quốc gia Reagan Washington ở Virginia, phi trường Willow Run ở Michigan, phi trường tốc hành Eugene F. Kranz Toledo ở Ohio, phi trường quốc tế Richmond ở Virginia, phi trường Jackson Hole ở Wyoming và phi trường quốc tế Naples ở Florida. Chính quyền Maui cáo buộc công ty điện lực gây cháy rừng. Quận Maui của tiểu bang Hawaii đang đổ lỗi cho các công ty điện ích tiện ích địa phương về vụ cháy rừng chết người hồi đầu tháng 8 năm nay. Quận Maui đã đệ đơn kiện vào thứ Năm chống lại 4 công ty điện và đèn Maui và Hawaii, nói rằng họ đã phớt lờ cảnh báo gió lớn và cảnh báo cấp độ đỏ từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia trước khi xảy ra những đám cháy chết người, và họ đã hành động cầu thả bằng cách không cắt nguồn điện từ dụng cụ thiết bị của họ trong khu vực. Quận Maui cho biết việc không hành động đã dẫn đến thiệt hại nhân mạng, thương tích nặng, nhà cửa bị phá hủy và các di tích lịch sử và văn hóa bị hư hại. Đơn kiện ước tính chi phí để xây dựng lại lên tới 5 tỷ Mỹ Kim. Vụ kiện đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan chính phủ ở Hawaii chính thức chỉ trích sự thất bại của các công ty điện lực tiểu bang và địa phương. Ít nhất 115 người chết trong vụ cháy và nhiều người khác vẫn còn được kể là mất tích. Tổng thống Biden thị sát Maui để bày tỏ sự đoàn kết cùng cộng đồng. Tổng thống Hoa Kỳ và đệ nhất phu nhân Biden đã nhìn thấy trực tiếp những thiệt hại tại Hawaii do các trận cháy rừng chết người gây ra trong chuyến thăm Maui hôm thứ Hai ngày 21 tháng 8. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh rằng đại diện chính phủ liên bang sẽ hiện diện ở đó để giúp đỡ những người mà trong một số trường hợp đã mất tất cả trong thông điệp. Cả đất nước Hoa Kỳ sát cánh cùng các bạn trong thời điểm đau buồn và hồi phục này. Tính đến nay, hơn 1.000 cư dân vẫn chưa được tìm thấy. Quản trị viên cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Diane Criswell cho biết, Tổng thống có thể trấn an người dân Maui rằng chính phủ liên bang hỗ trợ họ, nhưng chúng tôi đang hỗ trợ bằng cách cho họ tái thiết theo cách họ muốn. Thống đốc Hawaii ông Josh Green thuộc đảng Dân Chủ đã nói, vì nhiệt độ rất cao của ngọn lửa, hài cốt của những người đã thiệt mạng, trong một số trường hợp có thể không thể phục hồi một cách có ý nghĩa. Vì vậy sẽ có những người ra đi mãi mãi mà không còn dấu vết. Các vụ cháy rừng đã gây thiệt hại lớn lao cho Maui, trong đó thị trấn lịch sử Lahaina là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 2.800 ngôi nhà bị thiêu rụi. Bão Hilary gây mưa lớn, lũ lụt và lở đất kỷ lục tại California. Một số vùng của miền Nam tiểu bang California đang phải nỗ lực dọn dẹp sau khi cơn bão nhiệt đới Hilary, từng là cơn bão cấp 4, đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây Hoa Kỳ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 vừa qua. Tuy đã giảm cường độ, bão Hilary vẫn đủ mạnh để trút xuống lượng mưa kỷ lục trên một số khu vực, gây ra lũ quét và lở đất kinh hoàng làm tắc nghẽn đường, kẹt xe và khiến cho nhiều người cần được giải cứu. Palm Springs và phần lớn thung lũng Coachella hầu như đã bị cô lập khi nước lũ và bùn làm tắc nghẽn mọi lối đi bằng đường bộ. Trong lúc cơn bão Hilary hoành hành thì tại quận Ventura, cư dân đã bị kinh hoàng bởi một trận động đất mạnh 5.1 độ Richter hôm Chủ nhật. Đại úy Brian McGrath, sở cứu hỏa của quận Ventura cho biết, may mắn là không có thiệt hại đáng kể nào mà chúng tôi tìm thấy. Chúng tôi vẫn đang khảo sát các khu vực và các nhà địa chất sẽ liên lạc lại với chúng tôi. Một may mắn đáng kinh ngạc vì không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Hilary được báo cáo kể từ chiều thứ Hai 21 tháng 8. Sở cảnh sát cho biết dịch vụ khẩn cấp 911 đã được khôi phục tại thành phố Palm Springs, nhưng tình trạng cúp điện tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của thung lũng Coachella.
Bộ Y tế đầu tư hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho thuốc chích ngừa và liệu pháp mới điều trị COVID. COVID-19 vẫn còn tồn tại và ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ. Để đối phó, vào ngày thứ 3, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố các khoản đầu tư mà họ đang thực hiện nhằm kiểm soát siêu vi khuẩn coronavirus. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ trao hơn 1.4 tỷ Mỹ Kim để phát triển các loại thuốc chích ngừa và liệu pháp điều trị COVID-19 mới. 1 tỷ Mỹ Kim sẽ được chuyển đến 4 công ty dẫn đầu trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc chích ngừa mới. Trong khi nhà sản xuất thuốc Regeneron sẽ nhận được 300 triệu Mỹ Kim để thử nghiệm và phát triển một loại kháng thể đơn dòng mới nhằm bảo vệ những người không phản ứng tốt với vaccine. Các công ty khác nhận được số tiền nhỏ hơn để phát triển các liệu pháp và công nghệ chống lại siêu vi khuẩn gây bệnh COVID. Khoản tài trợ này là một phần của dự án thế hệ tiếp theo, một sáng kiến trị giá 5 tỷ Mỹ Kim của chính phủ Mỹ nhằm phát triển các loại vaccine và phương pháp điều trị mới và bền hơn để chống lại coronavirus. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện SpaceX vì phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang kiện công ty SpaceX vì phân biệt đối xử với người tị nạn. Bộ Tư pháp cho biết trong danh sách việc làm đã đăng, công ty SpaceX tuyên bố chỉ những người có thẻ xanh và công dân Mỹ mới có thể làm việc tại công ty này. SpaceX trích dẫn luật kiểm soát xuất cảng là lý do dẫn đến quy định kể trên. Có một số luật cụ thể hạn chế công dân nước ngoài truy cập thông tin quan trọng về các phương tiện không gian, nhưng Bộ Tư pháp nói rằng những luật đó không ngăn cản SpaceX thuê người tị nạn. Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng những người tị nạn được coi là bình đẳng với công dân Hoa Kỳ về quyền được sống và làm việc tại nước Mỹ. Tình trạng đó không bao giờ hết hạn đối với những người di cư đã được cấp quy chế tị nạn. Công ty Boeing cho biết lỗi của kiểu phi cơ 737 MAX sẽ làm chậm quá trình giao hàng. Boeing đang phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ hơn với kiểu máy bay 737 MAX của mình sau khi khám phá ra lỗi sản xuất. Spirit AeroSystems là cơ quan sản xuất thân máy bay cho biết có một số vấn đề về vách ngăn áp suất ở phía sau của phi cơ. Tuy nhiên, chỉ có một số lượng máy bay nhất định bị ảnh hưởng bởi trở ngại này. Boeing cho biết không có mối lo ngại nào về an toàn ngay lập tức đối với đội phi cơ đang được sử dụng và các đội này có thể tiếp tục hoạt động. Nhưng điều này có thể sẽ làm chậm lại việc giao các máy bay mới cho các hãng hàng không đã đặt hàng. Cruise cắt giảm số xe tự lái Robotaxi tại San Francisco, California. Chính quyền tiểu bang California đã yêu cầu công ty General Motors ngay lập tức đưa một số xe tự lái Robotaxi thuộc hãng Cruise của mình ra khỏi đường phố. Điều này xảy ra sau khi các xe tự hành có liên quan đến hai vụ va chạm, trong đó có một vụ đụng xe cứu hỏa đang hoạt động vào tuần trước ở San Francisco. Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới của California cho biết họ đang điều tra sự việc này. Nhà lộ vận DMV cũng đang yêu cầu Cruise cắt giảm 50% đội xe của mình cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Cruise cho biết họ cũng đang điều tra vụ tai nạn đụng xe cứu hỏa. Các vụ tai nạn xảy ra chưa đầy 2 tuần lễ sau khi các cơ quan quản lý của California chính thức cho phép hãng Cruise và đối thủ cạnh tranh Waymo tính cước phí cho các chuyến đi bằng Robotaxi quanh thành phố San Francisco vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Trước khi được phê duyệt thì Cruise chỉ được phép cung cấp dịch vụ chở khách từ xa hơi không người lái trong những giờ qua đêm khi có ít người đi bộ hơn hoặc là khi giao thông có thể gây nhầm lẫn cho nhu liệu của xe tự hành. Không có cuộc đình công của UPS vì hợp đồng lao động được chấp thuận. Hợp đồng tốt nhất trong lịch sử đó là điều mà Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân Teamster gọi thỏa thuận lao động mới nhất đã được các thành viên của công đoàn thông qua hôm thứ Ba nhằm tránh một cuộc đình công có thể làm tê liệt hoạt động vận chuyển ở Hoa Kỳ. Các thành viên trong nhóm cho biết rằng phần lớn các thành viên công đoàn UPS của họ đã bỏ phiếu để chấp nhận hợp đồng 5 năm mới của công ty. Ban lãnh đạo của Teamsters và công ty đã gọi đây là tình trạng hai bên cùng thắng. Bên trong hợp đồng mới có khoản tăng lương cho cả nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, tăng hỗ trợ chi phí sinh hoạt và loại bỏ hệ thống trả lương hai bậc giữa những nhân viên mới và hiện có. Tất cả công nhân sẽ được chuyển sang mức lương cao hơn ngay lập tức, theo thỏa thuận đã được phê duyệt. Hợp đồng mới còn bao gồm một chiến thắng lớn khác dành cho công nhân UPS, trong đó tất cả các xe vận tải mới được mua bắt đầu từ năm tới sẽ có máy lạnh. Tuy nhiên, công ty đã không hứa hẹn sẽ trang bị máy lạnh cho những chiếc xe vận tải hiện có. Và đây cũng là tin tốt cho nền kinh tế quốc gia Hoa Kỳ. UPS tuyên bố vận chuyển vào khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ mỗi năm, phân phối trung bình hơn 18 triệu gói hàng mỗi ngày, tính cho đến thời điểm này của năm nay. Wells Fargo gặp trở ngại trong hệ thống ngân hàng. Wells Fargo đang gặp trở ngại với hệ thống ngân hàng của mình.
hơn 700 người dùng dịch vụ đã báo cáo các vấn đề từ hôm thứ Năm, từ việc chuyển tiền đến việc thẻ ATM bị từ chối. Đó là theo báo cáo của Down Detector, là một nền tảng theo dõi nhiều biến cố và sự ngưng trệ dịch vụ khác nhau trên các trang web. Ngân hàng Wells Fargo cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang nỗ lực giải quyết các trở ngại này. Khách hàng của Wells Fargo cũng đã gặp phải một số vấn đề vào đầu tháng này, khi một số người báo cáo tiền gửi trực tiếp của họ đã biến mất khỏi chương mục ngân hàng của chính họ. Macy's cảnh báo tình trạng thẻ tín dụng trả trễ quá hạn tăng đột ngột. Chuỗi tiệm Macy's đang chứng kiến số lượng khách hàng không thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của họ tăng đột ngột. Nhà bán lẻ này cho biết số nợ quá hạn cao hơn những gì mà ban quản lý dự kiến. Doanh thu thẻ tín dụng của công ty đã giảm 36% trong năm nay và góp phần dẫn đến khoản lỗ hàng quý. Nó trở nên tồi tệ hơn vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. Macy's không đơn độc trong lĩnh vực này. Công ty đánh giá tín dụng Moody's báo cáo các khoản nợ quá hạn về thẻ tín dụng và khoản nợ xe hiện đã vượt quá mức trước đại dịch COVID-19. Nhiều nhà phân tích tin rằng tình trạng nợ quá hạn cho thấy sự căng thẳng tài chính đối với người tiêu dùng đang gia tăng. Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm trong tháng 7, thị trường gia cư tiếp tục trì trệ. Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm trong tháng 7 là lần thứ tư trong 5 tháng và kéo dài một trong những đợt sụt giảm gia cư sâu sắc nhất trong lịch sử gần đây. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, viết tắt là NAR, phần lớn số vụ mua nhà đã từng có chủ nhân đã giảm 2.2% trong tháng 7 so với tháng 6. Theo NAR, số lượng nhà bán trên toàn quốc đã giảm xuống mức 4.07 triệu căn nhà vào tháng 7 năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm trong lịch sử. Hai yếu tố được cho là đang thúc đẩy hoạt động bán nhà hiện tại là sự kết hợp giữa lãi suất vay nợ mua nhà cao, số lượng nhà giao bán trên thị trường hạn chế và giá bán gần như cao kỷ lục. Giá nhà cũ trung bình trên toàn quốc đã tăng gần 2% trong tháng 7 so với một năm trước và lên mức 406.700 Mỹ Kim một căn. Đây là lần thứ tư trong lịch sử con số này tăng lên trên 400.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một số khán giả về những điều nên biết khi cân nhắc để mua xe điện. Và sau đây là phần trả lời. Doanh số bán xe điện tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Nhiều người mua sắm đang lựa chọn xe điện trong năm nay hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu bán xe từ Cox Automotive, công ty toàn cầu đứng sau những dịch vụ dữ liệu như là Auto Trader và Kelley Blue Book, các chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ông Michael Reagan, quản trị viên cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, tức EPA, xác định rằng mọi người nên thắt dây an toàn vì tương lai xe điện này đang phát triển. Dave Cook là nhà phân tích xe cao cấp nhóm Union of Concerned Scientists đã góp ý quá trình chuyển đổi xe điện đang được tiến hành. Theo Cox Automotive, người tiêu dùng Hoa Kỳ đã mua gần 300.000 chiếc xe điện mới trong quý 2 năm 2023, lập kỷ lục mới. Con số này cao hơn 48% so với cùng thời kỳ năm ngoái và nhiều xe điện hơn số lượng bán ra trong trọn năm 2019. Cox Automotive dự đoán doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện ở Mỹ sẽ lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu xe trong năm 2023. Vậy điều gì đang thúc đẩy doanh số bán xe điện? Các chuyên gia cho biết một số yếu tố như giảm giá cho nhiều loại xe hơn, đầu tư của chính phủ và sản xuất nhiều hơn, cộng với các khoản tín dụng thuế. Các chuyên gia cho rằng quy định về phát thải xe hơi do cơ quan EPA đề nghị có thể giúp cho doanh số xe điện. Xe điện được dự đoán sẽ chiếm tới 2/3 số xe mới được bán ra tại Mỹ vào năm 2032. Những quy tắc của EPA thực sự nhằm giúp thúc đẩy ngành công nghiệp xe hơi điện với các khoản đầu tư vào sản xuất và giúp xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu quý vị có ý định tìm mua một chiếc xe điện, thì hãy nhớ rằng thông qua đạo luật giảm lạm phát Inflation Reduction Act, chính phủ liên bang Hoa Kỳ hiện đang cung cấp các khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 Mỹ Kim cho một số kiểu xe điện. Và Cox Automotive cho biết, tất cả những chiếc xe điện bán chạy nhất năm nay đều nằm trong số 18% hội đủ điều kiện nhận được ít nhất là một phần tín dụng thuế đó. Theo một cuộc khảo sát người tiêu dùng từ Cox Automotive, mối quan tâm lớn thứ hai đối với những người cân nhắc mua xe điện sau giá cả là việc thiếu khả năng tiếp cận với các trạm sạc điện. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi vào chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới và xin kính chào tạm biệt.